và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, vườn Isabella là một khu vườn thưa được mệnh danh là có một trong những bộ sưu tập hoa đỗ quyên đẹp nhất ở nước Anh. Vườn nằm trong công viên Richmond ở tây nam thủ đô London đang đóng cửa vì dịch COVID-19. Nhờ video công viên đăng tải mới đây, du khách vẫn có thể tham quan ảo để khám phá khu vườn rực rỡ đầy màu sắc này. Những thảm hoa chuông xanh, những bông hoa đỗ quyên màu hồng, màu tím, màu đỏ đua nhau khoe sắc khiến du khách phải choáng ngợp. Đại diện công viên cho biết, nhiều người đã đề nghị công viên chia sẻ ảnh của vườn Isabella lên Facebook, đặc biệt là dịp tháng 5 này khi hoa nở rộ. Và công viên đã quyết định tiến thêm một bước, làm hẳn một video gói gọn vẻ đẹp của địa điểm bình dị rất được yêu thích này. Vườn Isabella rộng 40 mẫu, nằm trong một khu rừng trồng từ những năm 1830 dưới thời nữ hoàng Victoria. Vườn được mở cửa cho công chúng vào năm 1953. Công ty dược phẩm Johnson & Johnson sẽ ngừng bán sản phẩm phấn rôm dành cho trẻ em có chứa bột tan tại Mỹ và Canada, nơi mà doanh số bán hàng của mặt hàng này đã giảm mạnh do người tiêu dùng thay đổi thói quen và lo ngại sản phẩm này có thể gây ung thư. Trong một tuyên bố, Johnson & Johnson cho biết hãng vẫn tin tưởng vững chắc vào sự an toàn của sản phẩm và sẽ bảo vệ mạnh mẽ chống lại các vụ kiện liên quan đến sản phẩm phấn rôm nói trên. Dựa vào đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư có liên quan đến tình hình dịch COVID-19, tháng 3 vừa qua, Johnson & Johnson đã quyết định ngừng cung cấp hàng trăm sản phẩm tại Mỹ và Canada để ưu tiên cho những mặt hàng có nhu cầu cao hơn và tạo điều kiện giãn cách xã hội phù hợp tại các cơ sở sản xuất và phân phối của hãng. Sau đó, Johnson & Johnson cũng đã ngừng bán khoảng 100 sản phẩm tại hai quốc gia, Mỹ và Canada, bao gồm cả phấn rôm có chứa bột tan. Johnson & Johnson từng phải đối mặt với hàng nghìn đơn kiện liên quan đến cáo buộc phấn rôm có chứa bột tan được cho là gây ung thư phổi. Song Johnson & Johnson luôn khẳng định bột tan mà hãng sử dụng an toàn cho sức khỏe. Các kiểm định không tìm thấy chất amiang trong đó và loại trừ nguy cơ gây ung thư. Facebook sẽ ra mắt Shops, một dịch vụ cho phép các doanh nghiệp được trưng bày và bán sản phẩm trên các nền tảng của mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Động thái này nhằm tiếp sức cho thương mại điện tử được Facebook phát động hồi năm ngoái, với những lựa chọn mua sắm hạn chế thông qua người dùng chia sẻ hình ảnh Instagram và ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Việc Facebook đặt cược vào nỗ lực biến các nền tảng này trở nên thân thiện với doanh nghiệp hơn dự kiến sẽ mang lại nguồn thu quảng cáo mới, thậm chí ngay cả khi tăng trưởng người dùng chậm lại. Trong một video được phát trực tiếp, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cho biết, dịch vụ Shop sẽ cho phép các doanh nghiệp thiết lập một cửa hàng trực tuyến đơn nhất có thể tiếp cận qua cả Facebook và Instagram. Một tính năng thanh toán cũng được kích hoạt để mua sắm trong ứng dụng, trong khi một tính năng nhắn tin sẽ cho phép khách hàng liên lạc với doanh nghiệp qua WhatsApp, Messenger hay Instagram Direct. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hàng nghìn người dân Chile rơi vào cảnh nghèo túng. Một số tổ chức và cá nhân đã mở cửa các bếp ăn cộng đồng để phục vụ các bữa ăn miễn phí cho người có thu nhập thấp hoặc thất nghiệp ở thủ đô Santiago. Ở Santiago, nhiệt độ đang xuống thấp, nhưng các tình nguyện viên vẫn nhiệt tình nấu các món ăn để phục vụ những người nghèo. Chương trình này nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo và đông đảo người dân địa phương. Họ quyên góp tiền và các thực phẩm để nấu ăn. Trước khi dịch COVID xảy ra, bếp ăn cộng đồng vẫn hoạt động. Tuy nhiên, khi có dịch, một phần vì các biện pháp giãn cách xã hội, một phần vì không có nguồn trợ cấp, nên các bếp ăn bị đóng cửa. Mong mọi người tiếp tục giúp đỡ chúng tôi, bởi vì người dân đang rất tuyệt vọng. Họ không có gì để ăn, nên chúng tôi rất cần sự giúp đỡ vào lúc này. Nhờ có các phương tiện truyền thông mà chương trình ngày càng được biết đến và nhận được nhiều đồ quyên góp hơn, qua đó giúp được rất nhiều người dân bị thiệt hại do dịch COVID-19. Chúng tôi đang thực hiện cách ly, vì vậy chúng tôi không có tiền. Thật khó để duy trì cuộc sống nếu không có tiền. Những suất ăn miễn phí thực sự hữu ích lúc này. Chile vừa mới ổn định tình hình kinh tế xã hội sau cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng, thì dịch COVID-19 bùng phát khiến các cuộc tấn công, cướp bóc và đốt phá hạ tầng cơ sở liên tục diễn ra. Tình hình an ninh trật tự ở quốc gia này rơi vào bất ổn mới. Chính phủ đã công bố gói cứu trợ tương đương hơn 5% GDP, nhưng các chính trị gia cho rằng điều đó là không đủ. Mới đây, các binh sĩ Chile đã hỗ trợ người dân Santiago 2,5 triệu gói thực phẩm. Một công viên tư nhân tại Mỹ đã triển khai phương pháp giãn cách xã hội đầy sáng tạo, vừa giúp người dân thư giãn, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống đại dịch của chính phủ.
Tại Mỹ, nhiều người dân đang tận dụng thời điểm thời tiết ấm dần và các lệnh phong tỏa được nới lỏng để thư giãn và vui chơi tại nơi công cộng. Nhằm đảm bảo giãn cách xã hội mà vẫn cung cấp không gian rộng rãi và thoải mái cho khách tham quan, công viên tư nhân Domino tại quận Brooklyn, New York đã nảy ra sáng kiến vẽ các vòng tròn lên cỏ để khoanh vùng phạm vi cho phép đối với mỗi nhóm người, tạo nên một khung cảnh độc đáo và ngộ nghĩnh. Tôi nghĩ rằng các vòng tròn được tạo ra một cách vô cùng sáng tạo nhằm khuyến khích mọi người duy trì giãn cách xã hội. Các vòng tròn quy định khu vực sinh hoạt cho khách tham quan công viên này còn được người dân ví von một cách hài hước là bãi đỗ dành cho người. Mỗi nhóm nhỏ từ 2 đến 3 người yên vị trong một vòng tròn, đảm bảo khoảng cách an toàn với những người khác. Cảnh tượng thú vị tại công viên Domino đã nhanh chóng khuấy đảo mạng xã hội địa phương nhờ vào những video và hình ảnh được chia sẻ tích cực và lan truyền rộng rãi. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời khi chúng ta vẫn đang cần giãn cách xã hội. Theo quan sát của nhiều người có mặt tại công viên, đa số người sinh hoạt tại khuôn viên công cộng này đều nghiêm túc chấp hành giãn cách xã hội. Người dân xếp hàng chờ để vào công viên một cách trật tự và sinh hoạt đúng trong phạm vi mỗi vòng tròn được vẽ sẵn theo phân chia. Mong muốn kiếm tiền mua một chiếc máy vi tính để học online, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19, cô bé 8 tuổi Alison Goetz đến từ vùng quê Medellin của Colombia đã nảy ra ý tưởng bán các bức họa do mình tự vẽ. Mỗi chiều, Alison ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ nát của mình để vẽ các tác phẩm nghệ thuật bán cho những ai muốn mua và giúp đỡ cô bé có tiền để tiếp tục học tập và giúp đỡ gia đình. Cháu đã vẽ một bức tranh cho mẹ và bà ấy nói rằng nó rất đẹp. Sau đó cháu nảy ra ý tưởng sẽ vẽ và bán những bức tranh để kiếm tiền học và giúp đỡ gia đình. Con bé đã rất vui vẻ. Tôi cũng lấy làm mừng cho nó vì tìm ra cách vừa giải trí, vừa kiếm được tiền để mua thứ mình muốn. Cho đến nay, Alison Goetz đã bán ít nhất 80 bức họa và tạo nên một làn sóng đoàn kết tại Colombia. Tôi nghĩ đây là một việc làm rất ý nghĩa khi cô bé sáng tạo và kiếm tiền để mua công cụ học tập. Và hơn ai hết, cô bé hiểu và thông cảm cho gia đình mình. Tôi thích sự tích cực của cô bé và tôi mua bức tranh của cô bé với mong muốn ủng hộ cho tài năng vẽ tranh của cô bé. Bên cạnh việc kiếm tiền mua máy tính để học online, Alison cũng có ước mơ mua nhà cho gia đình mình từ tiền bán các bức họa. Một cặp đôi người Thụy Điển đã mở một nhà hàng pop-up. Nhà hàng có tên gọi là Table for One, chỉ có một chiếc ghế và một chiếc bàn. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tham quan nhà hàng độc đáo này. Không có người phục vụ, đầu bếp là anh Rasmus Persson, cũng đồng thời là đồng sáng lập nhà hàng này. Đồ ăn sau khi chế biến xong sẽ được chuyển đến cho thực khách thông qua một chiếc giỏ gắn vào hệ thống dòng dọc từ cửa sổ nhà bếp. Rasmus Persson và Linda Carson mới chuyển đến Ransäter, cách Stockholm khoảng 350 km về phía Tây, đã nảy ra ý tưởng này khi cha mẹ của Carson đến thăm họ vào tháng 3. Họ đã chuẩn bị bàn ăn cho bố mẹ bên ngoài và phục vụ bữa tối qua cửa sổ. Anh David là vị khách đầu tiên của chúng tôi. Anh ấy được chào đón theo một cách rất đặc biệt, đó là đi theo sự hướng dẫn của sợi dây thừng, đến bàn ăn được đặt trên cánh đồng cỏ. Anh ấy sẽ ngồi xuống và chờ đợi chiếc giỏ mang theo đồ uống. Đây là đồ uống, tôi sẽ đặt nó ở đây và rời đi. Tôi nghĩ rằng khách hàng của chúng tôi sẽ không thể quên được hương vị của nó sau khi dùng. Dù mới mở nhưng nhà hàng đã kín lịch đặt hết tháng 5 và chỉ còn vài ngày trống cho tháng 6 và tháng 7. Cặp đôi dự định sẽ tiếp tục duy trì nhà hàng trong suốt mùa hè. Họ cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để phòng trời mưa, vậy nên khách hàng sẽ rất thoải mái khi tới đây dùng bữa. Giá cả không được niêm yết, khách hàng muốn trả bao nhiêu tùy thích. Đến đây, từ Thái Nguyên ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.